Rồi Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 13 tháng 4. Em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi gồm có 20 mã hàng. Mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày video. Shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Đầu tiên giới thiệu đến mọi người là mã số 1 là một cây cần NFT dòng acid, dài là 4m, độ cứng 35. Cây này bị hụt 5cm, còn 3m95, 4 lóng cần còn rất đẹp, dòng acid đời cao nha mọi người. Bo lớp đây, design NFT cần còn rất đẹp, bát Fuji FS7, hay da son X, hơi bị trầy xước nhẹ ở đây thôi mọi người. Khoen Fuji đá sứ, khoen cái mình gặp được nha mọi người. Ngọn của cần là 2,8 ly, cân nặng là 460 g, dài 3m95. Xoắn lên tới ngọn luôn nha mọi người. Cần xoắn ít tới ngọn luôn. Hai da xoắn ít tới ngọn. Ở đây có hơi bị trầy xước nhẹ sơ thôi, còn lại là ok. Cây số 1. Giá là 2,5 triệu nha mọi người. Cây số 2 là một cây ISO khoan nhỏ. Cây này là của hãng Seal Star. Dài 5m4, đọt số 2, CG, bát Fuji FS6, khoen Fuji đá sứ. Ngọn cần 0,9 ly, cân nặng 280g, số 2 giá 500 ngàn nha mọi người. Carbon sắn vân. Phâu cần còn rất đẹp. Cây số 2 giá 500. Cây số 3 là một cây ISO khoan nhỏ, dài 5m3, hãng Lupin, bát hãng ha, có hơi rỉ nhẹ, đọt 1.5, made in China, khoen là khoen đá sứ hãng. Ngọn cần là 0,9 ly, cân nặng 240g, số 3, dài 5m3, giá 330. Số 3, 330. Số 4 là một cây Shimano, bát Fuji FS6, dài 5m3, đọt số 2, made in Indonesia, code NO là 22232. Khoen là khoen Fuji đá sứ, ngọn của cần này là 1,5 ly. Cân nặng 220g, số 4 giá 550. Cần còn cũng đẹp nha mọi người. Phôi cần còn đẹp, dài 5m3, đọt số 2. Cây số 4 này giá 550. Cây số 5 là một cây Daiwa ISO khoan lớn, bát Fuji 24, dài 5m3, đọt số 4, made in Japan, code NO 0656048888. Khoan là khoan Fuji đá sứ 6 khoan. Ngọn là cây này là 1,9 ly ạ. Cân nặng 400g, số 5, giá 1.150.000. Hai da xoắn ít luôn. Cây số 5, 1.150.000. Cây số 6 là một cây Apollo, dòng Nhật, hàng Nhật nha mọi người. Bát Fuji FS6 nè. Dài 7m2, đọt số 2, em đo thực tế là còn 6m9 nha. Cây này bị hụt 30cm rồi. Made in Japan. Hai da sấn vân. Khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần là 1,3 ly, dài 6m9. Cân nặng 330g. Sấn vân ha. Có bị trầy xước nhẹ. Rồi cây này là cây số 6 ạ. Giá là 800.
Cây số 7 là một cây Daiwa Haya, bát là bát vặn ha mọi người, bát vặn của Daiwa. Dài 5m3, bị hụt 20cm, còn 5m1, đọt 1.5. Carbon Haya sống X, khoen là khoen xích. Lai bu, bu này là bu đá sứ ha, không phải bu xích. Ngọn là 1,9 ly, cân nặng là 210g, số 7 giá 650 thôi nha mọi người. Số 7, khoen là khoen xích. Khoen giá sứ xích ha, Uzi xích. Số 7, 650. Số 8 ạ, là một cây Shimano, bát này là bát Shimano. Cây này là ISO khoen nhỏ, nó có hai chế độ dòng file carbon nè mọi người. Dài 4m8 và 5m4, code no là CDXV1054. Zoom hai chế độ 48 và 54. Cần này thì còn đủ độ dài. Khoen là khoen Fuji 6 Lai bu rồi, bu này là bu đá sứ thường. Đọt của cần này là 0,9 ly thôi ạ. Cần này ra võng cần. Đọt tháp ha mọi người, tháp ở đây. Ở trên là đặt, ở dưới này rỗng là nó xoắn gân luôn. Xoắn gân ha. Gil line nó có định vị. Sân mờ. Khoen là khoen xích. Bu là bu đá sứ thường thôi nha mọi người. Zoom hai chế độ. Nặng 200g. Số 8 giá 800. Số 9 là một cây Sub Leader FV 3m6 FTX Indonesia sản xuất. Bát là bát Fuji, khoen Fuji đá sứ, khoen cái mình gặp được. Đọt của cần này là 2 ly 2 nha mọi người. Cân nặng là 300g, số 9. Cây này nó có định vị hai khoen. Cần còn đẹp, thân nhỏ nhẹ gọn, dòng đời cao ha. Đời cây này là cây số 9, dài 3m6. Nặng 300g, 1.050.000 nha mọi người. Số 9 rồi tới số 10 là một cây mini. Mini Marine Boy, dài 2m1, tay cầm ở đây là mút nè mọi người, bát là bát hãng ha. Khoen là khoen đá sứ hãng luôn. 4 khoen. Đọt đặc. Đọt 1 ly 8, nặng 120g, thu gọn 45,5cm. Carbon vân. Carbon sắn vân. Số 10 này về giá là 450. 2m1. Số 11 là một cây cần 3m3, độ cứng 30. Pro Space, code no 12003006. Khoen hãng, bát hãng. Có 7 khoen, đọt này cứng. Đọt này là 2 ly 1, nặng là 250g. Bát hãng. Số 11 này giá 300.000. Carbon trơn. Số 11 300. Số 12 là một cây cần NFT Haya xoắn X. Bát NFT. Phần này là nó có quấn dây ở đây. Dài là 2m4, độ cứng 15, dòng Ola Blood. Em đo thực tế là còn 2m2 nha mọi người, cây này còn 2m2. Phôi cần có hơi bị trầy xước. Khoen Fuji đá sứ, 5 khoen. Sắn tới ngọn luôn nha mọi người. Đọt 2 ly 1, dài 2m2, đọt 2 ly 1. Trong này phôi còn đẹp. Ở ngoài hơi bị trầy xước. Đọt 2,1 ly ạ, cân nặng là 130g, thu gọn 90cm, số 12 giá 680 nha mọi người, 680.000 free ship. Số 13, nãy giờ em giới thiệu là carbon đó nha mọi người. Số 13 là một cây súp lở 3m9, độ cứng 20, dòng Power, Super Power, Make in Korea.
Bát Fuji FS7 khoen Fuji đá sứ có 4 khoen. Ngọn cần là 2,2 ly, cân nặng là 280g, cây số 13. Cây này giá 480.000. Carbon sóng vân. Số 13 480, số 14 là một cây súp lở dài 2m4. Bát Fuji FS6 Suzumi khoen Fuji đá sứ có 4 khoen. Đọt của cần này là 2 ly 1, cân nặng 130g, số 14. Giá cây này 280.000. Phôi là phôi carbon trơn. Số 15 là một cây súp Ryobi dài 4m2, Superlight Delusi. Bát Fuji FS7 khoen là khoen đá sứ, khoen cái mình gặp được. Khoen này không phải là khoen Fuji. Ngọn của cần này là 2 ly 1, nặng 440g, dài 4m2, số 15, cây này 540.000. Sấn tới ngọn. Sấn này là sấn vân. Cây này số 15, 540. Số 16 là một cây ESO khoen nhỏ, Villamax UMG. Bát là bát Fuji FS6, dài 4m5, đọt số 2, Made in China. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 1 ly 3. Cân nặng 200g, số 16, giá 380. Carbon này, carbon vân. Đây là carbon trơn. Rồi cây này là mã số 16, 380. Mã số 17 là một cây 2 khúc carbon, dài 2m4, cứng là 80, của hãng Alpha. Bát Fuji 22, khoen là khoen Fuji dạ quang. Bu Fuji dạ quang luôn. Ngọn của cần là 3 ly rưỡi, cân nặng 270g, số 17 580.000 nha mọi người. Rồi số 18 trở đi là Fit, một cây 18 là một cây Westno 2 khúc 2 ngọn bát Fuji. Dài là 2m1, cứng 30-60, đọt là đọt. Đọt cây này, một đọt cứng 30 là 1 ly 7, một đọt cứng 60 là 2 ly 8, cân nặng là 230g, khoen là khoen Fuji hết nha mọi người. Khoen Fuji, đọt này là không phải đọt tháp ha, đọt của nó là đọt, đọt phíp luôn. Cần số 18 giá 300.000. Số 19 là một cây ESO khoan nhỏ của hãng His Advance, chất liệu là Fit Bát Fuji FS6, dài 4m5, có hơi bị trầy xước. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 1 ly 8, cân nặng 300g, số 19 ạ. Số 19 này là 200.000 nha mọi người. Free ship luôn, số 19 200. Số 20 là em bán một cặp. Cặp này là 2m4. 2m4, bát của nó là một cái là bát vặn, một cái là bát kẹp hãng, khoen là khoen đá sứ như thế này. Đó. Đọt 2 ly và 2 ly 6. Độ cứng thì nó khoảng là 20-25. Cần này cặp có 200.000 thôi nha mọi người, cân nặng là 130 và 160g. Rồi cây số 20 nè, một cặp này, cặp này để cho mọi người 200.000 thôi, lóng là lóng lỡ nha mọi người. Rồi nãy giờ em giới thiệu đến mọi người là 20 mã hàng, mọi người mua mã nào cứ nhắn giùm em mã hàng nha, kèm theo số video và ngày video. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ạ.